Vâng ạ, xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhé. Ở trong video này các bác có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở 1 giúp em. Đó, các bác nào có nhu cầu tư vấn các bác gọi bên cơ sở 2 nhé các bác nhé. Ok. Vâng ạ, trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu tất cả mọi người một bộ combo chép khủng các bác nhé. Chép này là chép 450, chép 450 dành cho những bác nào thích công suất mạnh, khỏe, tiếng rõ nét, sáng và đi xa thì đây là một mẫu lý tưởng cho bác luôn. Thì một bộ combo này thì nó gồm hai củ chép và hai cái phễu này, nhưng em chỉ lắp một chiếc để cho bác xem cái củ của nó luôn. Bộ đen của nó là JBL 2450H các bác nhá. Đấy, hàng xuất xứ China các nhá, xuất xứ China. Công suất của nó là 45W, kháng trở là 8 ohm. Đó, côn 44 các bác nhá, côn 44. Củ nó rất là to. Đấy, dành cho bác nào mà thích công suất khỏe. Đấy, công suất mạnh. Một bộ combo này giá của nó chỉ có 650 ngàn một bộ. Coi là hai củ chép của 12 ông phép này chỉ có 650 ngàn thôi các bác nhá. 650 ngàn một bộ combo như này, bao ship cho anh em luôn. Ok chưa bác? Sẽ thay đổi toàn bộ cục diện âm thanh gia đình các bác luôn. Đấy. Như các bác trước thì các bác muốn nghe một cái loa chép kèm vào trong cái loa làm này. Tiếng chép kèm thì nó to, nó sáng, nó khỏe hơn thì các bác phải mua một cái họ cái hộp gỗ đóng trên này. Đấy. Thì một cái đôi hộp gỗ đó, phép một đôi hộp gỗ đó nó mất tầm vài trăm ngàn rồi, chưa tính phân tần. Nhưng ở trong video này hôm nay em xin giới thiệu tất cả mọi người những cái phương pháp chơi cực kỳ rẻ mà chỉ có bỏ 650 ngàn một đôi chép cấu như này, nắp và loa như này mà chỉ có bỏ ra 650 ngàn thôi, không cần phải mua phân tần, không cần phải mua hộp gỗ mà lắp trực tiếp vào đây luôn. Các bạn đừng có lo không lắp được nhá, chỉ cần tháo cái bát ra, tháo cái bát này ra cho các bạn nhá, và luồn cái củ chép này, luồn cái củ chép này từ dưới lên trên, đấy, từ dưới lỗ lên trên này và xoáy cái dèm phễu vào, thế là xong các bạn nhá. Tháo cái bát này ra. Đó. Và luồn cái loa chép này lên và lắp phễu là xong. Cực kỳ đơn giản. Phân tần thì nó sử dụng phân tần ở cái loa bát này rồi. Đó, nghe đây ạ. Đó. Tiếng cực hay các bạn nhá. Và đây bây giờ. Em sẽ cho các nhà chép giấy này. Đây là loa nguyên thủy chép giấy này. Và đây chỉ lắp có một chiếc chất giấy và một chất kèn thôi nhá. Đấy, một chất giấy và một chất kèn. Và đây là chỉ sử một chiếc thôi các bác nhá. Còn đây là một chất giấy thường này. Đấy, tiếng khi tách hơn rất nhiều. Khi các bác nghe hai chiếc hai bên này, tiếng nó sẽ khỏe hơn rất rất nhiều các bác nhá. Đây. Tiếng khi tách hơn này, sáng hơn này, khỏe hơn này. Và khó cháy hơn các bác nhá. Cực kỳ khó cháy các bác nhá. Đấy. Ok. Và ngay bây giờ em sẽ thử trực tiếp cho các bác khi mà có mic vào thì tiếng nó cũng khác không đó nhá. 2 2 6 7. Đây là chiếc chép giấy chép chép kè này các bác nhá. Chép kè này 6 1 2 2 3. Chép giấy này 1 2 1 2. Giấy này 6 7 7. Kè này 6 2. Chép kè này 1 2 1 2 2 3 4 5 6 7. Hai con đường xưa em đi, hai con đường xưa em đi, hai hai sáu bảy hai hai sáu bảy hai hai. Các thấy chưa? Rõ ràng là chiếc chép kèn này tiếng nó sẽ to hơn, khỏe hơn rất nhiều các nhá. To hơn, khỏe hơn, sáng hơn và khó cháy hơn. Chép giấy thì là nó tối hơn và dễ cháy hơn. Vì công suất của loa chép giấy này nó chỉ có 5W thôi. 5W, còn chiếc chép kèn này là 45W. Nó rất là khỏe, rất là hay, rất là sáng các bác nhá. Một bộ combo chép JBL 2450H này, 2450H này bên em bán một bộ combo gồm hai củ chép và hai hộp phễu này, giá là 650 ngàn một đôi. Một bộ combo bao ship cho anh em. Đấy, ok chưa các bác? Và bao ship tận nơi cho các bác luôn. Về thay thế không cần phải mua phân tần, không cần mua hộp gỗ, lắp trực tiếp vào luôn nó. Cái phễu kè này nó sẽ tương ứng với cái loa chép này các bác nhá. Nó sẽ bằng tương ứng với cái loa chép này, chỉ cần việc lắp vào là ok thôi. Và các bác nào có nhu cầu, nếu mà có loa chép kèn rồi, các bác cần mua phễu bên em bán cho các bác giá 80 ngàn một đôi phễu này. Các bác nhìn kỹ hàng của bên em coi nhá. Là nhựa sản ABS các bác nhá. Hàng chịu nhiệt cực tốt các bác nhá. Chịu đựng lực cực tốt, hàng nhập khẩu các bác nhá. Hàng ABS. Đó, sần các bác nhá. Và cành vát. Đó, 80 ngàn một đôi cũng như là em bao ship cho các bác rồi. Giá trong này là giá bao ship các bác nhá. Giá bao ship. Đấy, 80 ngàn một đôi, bao ship cho anh em luôn. Đấy, ok chưa bác? Còn một bộ combo như thế này, một combo combo hai chép cộng với hai hộp phép như này giá là 650 ngàn bao ship các bác nhá. Đó, bác nào có nhu cầu thì hú bên em. Đấy.
chuyển nắp một cái là ok luôn, không cần phải đi mua hộp hay mua phân tần như thế gì mà sử dụng phân tần của cái loa này luôn, không cần hộp, lắp trực tiếp vừa hay hơn, khỏe hơn, tiết kiệm hơn và cực kỳ hữu hiệu quả các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.